Thăm ngoại, thăm bà ngoại chút xíu rồi thì giờ mình sẽ cùng bác thầy đi ra ngoài mộ của ông ngoại của mấy đứa đó. Rồi bây giờ bay bay rồi bay bay bà ngoại nha. Bà ngoại thì bây giờ coi như bây giờ lẫn rồi chẳng biết gì hết bà con à. Thì nhìn người nghĩ tới ta rồi trước sau gì cũng tới phiên mình thôi. Thì mình may mắn được có thời gian để về thăm quê hương, thăm bà ngoại. Rồi rồi mai kia rồi cũng tới phiên mình. Rồi này cho con không nhọc này mai sau tới qua thôi bây giờ ngủ đi nhá, nhiều bye bye đi à mẹ cháu vào con đời bye bye con rể này bye bye con rể này chú Thạnh này chú Thạnh là chồng của chị Tuyết đấy bye bye đi bye bye nói đi bye bye nói đi sao nói nhiều mà nó không nói bye bye vâng bye bye à thầy hướng thầy vâng bye bye à mẹ thầy vào mẹ con đâu không không à mẹ chồng mẹ đây rồi. Rồi, im cháu mệt lắm nhé. Mệt lắm, nằm ngủ một xíu cho khỏe nhá. Ngủ đi mai con vô nữa nhá, con vào con thăm mẹ nhá. Vâng. Vâng, ngủ nhá. Con mang cho con ơi. Ngủ nhá, ngủ đi con mai con vào con thăm nhá. Hôm nay đi nhổ răng này, đau lắm nhá. Ngủ. Này, ngủ đi. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Đây mọi người cho con coi coi. Này Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Này Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa sống vâng. Không còn muốn hy vọng. Vâng cho con này thôi con ba. Chúng con thấy được. Nhìn thấy cảnh này mình thấy đúng như bài hát người ta hát á. Khi Chúa thương gọi con về thì đúng là cõi phúc bà con ạ. À. Khi tuổi đã về già rồi thì bây giờ thế giới họ đang mong người già được sống thọ hơn. Nhưng mà khi mà Chúa chưa thương thì Chúa chưa gọi thì vẫn còn tiếp tục sống ở trần gian này. Thì lúc này thì mình không có thể tạo thêm phước đức gì nữa. Thì khi nào Chúa gọi về thì đúng là cõi phước của mình. Rồi bye bà con nha. Vâng.